Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả anh em ơi. Và ngày hôm nay thì trong video ngày hôm nay thì Khả sẽ tiếp tục anh em mình show trong ngày mới gọi đây ngày mình gọi là chống bang anh em à. Ngày mới này của bang thì thực sự là up cấp khá là tốt anh em. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ dành cho anh ta một cái sự động viên đỡ cầm bạch búp. Đó là anh Matt Evan tiền show. Nếu bạn thơ ngồi thì tốn khoảng phí 3 cũng có thể là 4 cũng có thể là 5 kim. Cũng khá là khả năng free nha anh em. Rồi, em vừa cho ông anh này trong bang nha. Ít hôm Khải sẽ tiếp tục ăn những ad tiếp theo cho anh em xem. Khải dọn mấy cái đồ này vô rương cái này cho anh em xem. Anh cho anh em coi. Đây nè, bỏ vô, bỏ vô. Chặt rương bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Đâu, ok. Chống rương cái anh cho nó sướng nè. Rồi. Bây giờ sẽ ra ngoài anh nè, bây giờ ra ngoài anh nha. Vì kết từng cái nó rất là mỏi tay nè, nên là Khải phải sử dụng auto nè em ơi. Đây nè, nó kết một cái thì tại không bỏ xuống được phím được, nên là phải sử dụng auto. Rồi, câu chúc thịnh vượng Khui. Khui hàng. Chúc toàn thể anh em xem live của Dư Khả một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong lực mọi lĩnh vực. Ok anh, thay mặt tất cả anh em cảm ơn lời comment của anh, của em Nguyễn Văn Tiến em ơi. Ok anh Trần Tú ơi, bây giờ chúng ta sẽ ăn Khui hàng câu chúc thịnh vượng. Búp. Mong sao sẽ ra con phi dân 8 đỡ có thể ủng hộ tinh thần mùa tết này nè mà. Cố lên. Ui chà chà. 1, 2, tỉnh 2, tiền thổ lộ. 1 lần bài boss. Bài boss ngày 6 được. 1 pháo. Ôi gần 200 cái. 1 bánh thịt anh. 1 mấy mấy một người ấy. Người 6. Trời ơi. Thứ người 8 chứ dạng là có mấy triệu đây. Không sao. Ui hết 500 cái chưa có gì luôn em ơi. Rồi rồi kiểu này phải đi thành hai được hai viên thủy tinh nữa. Hai thủy tinh. Một mặt nạ. Mấy mặt nạ vô. Rồi. Ba mặt nạ, quá trời mặt nạ luôn. Ba viên tinh. Hồi tiếp. Tiếp tục bánh ngựa. Trời ơi bánh ngựa mấy vậy. Người xấu. Bánh ngựa này người một. Một thủy tinh. Boss. Rồi hơn 500 cái rồi em ơi. Kiếm bộ bánh tét bánh chân rồi. Kiếm bộ bánh tét bánh chân được rồi. Hôm nay nó mới vô nha. Hello anh em vào vô nha. Ôi trời ơi. Ôi. Tiếp tục một bánh thịt ăn nữa anh em ơi. Chắc kiểu này chắc toàn rồi. Một lần bài boss nữa. Một bánh tét. Một bánh chân nữa. Một bánh tét thôi. Chưa có bánh chân anh em à. Một tiền thua lộ. Rồi xong có vẻ toàn rồi. Còn 1.000 cái mà. Một bánh ngựa. Ôi bánh 4 nữa. Á cái bánh 8 chua dưới phèn. Rồi toàn rồi toàn rồi toàn. Ôi ba cái mảnh thịt anh. Rồi ok. Trời ơi. Để tính lời lỗi cho anh em xem. Kiểu này chắc toàn sắp mạch rồi anh em ơi. Kiểu này chắc toàn sắp mạch rồi. Rồi chúng ta cùng trở lại với khu vực Khải đưa bằng ngày 10 mấy cái chặt rương Khải đưa bằng ngày 10 đi giữ hết ngay. Rồi Khải sẽ tính thử lời lỗi anh em xem nha. Tại vì còn một mảnh cuối cùng. Mảnh cuối cùng này nó sẽ ra những vật phẩm hiếm hơn. Mảnh thịt lộ bỏ qua này. Khải bật auto lên cất một vật phẩm, một số vật phẩm không quan trọng cho nó nhanh nè. Nhiều tiền lộ quá không được gì luôn. Mấy tiền lộ này thực sự là không có giá nè. Bỏ qua khỏi chặt rương để mở tiếp tục 30 ô cuối cùng nè. Rồi mảnh ngựa nè. Trời ơi chiếu dạ xấu nè. Chiếu dạ 1 nè. Tưởng mảnh 8 là có tiền nè. Xích thố mấy cái này vứt nè. Rồi bài phong độ vứt nè. Chặt chỗ nè. Ghế số vứt nè. Thiết là hãng. Mặt nạ vứt nè. Mấy mặt nạ cũng chả có giá nè mày. Bán 50 xu thôi nè. Không thì mua nè mà. Kiếm mặt nạ kháng cảnh em mà chưa có nè. Rồi mấy hộp này. Phi tốc đại lực bỏ qua luôn. Chọc chỗ nè. Rồi. Trời ơi anh 1.000 cái mà được tính ra coi. 1, 2, 3. 3 viên thiệt tinh. 5 lần bài. 4 lần bài boss. 1 viên tinh hồng. 3 mảnh tạch ăn. Rồi tiếp theo là khu tiếp theo nè mày. Đúng rồi. Kiếm lần bài boss đánh nè mày. Hiện tại bây giờ là anh Evan này tốn khoảng tầm 11 kim anh em ơi. 11 kim là khoảng 770.000 nè. 770.000. Rồi còn cái cuối cùng là khôi được không? Phun rương. Đây. Có cái rồi chuyển rồi. Có cái rồi chuyển rồi. Chuyển mấy bên hữu duyên cho Thủy Duyên cánh nè. Hữu Duyên nè. Thiên Sơn nè. Hữu Duyên nè. Trời trắng gương gốm. Bỏ qua con tầng rương nè. Hữu Duyên nữa. Hữu Duyên nè. Rồi. Rồi. 11 kim tất cả nữa ơi, 11 kim tất cả nè. 11 kim tất cả mà thu lại thì chưa biết được gì nè, còn chờ đợi thêm pha cuối cùng nữa.
cánh thiết thắng rồi đây. À, được một cục sinh lực 200. Cục kháng cả anh em ngon ngon cho thiếu lâm xài này. Tại con thiếu lâm đang cần kháng tất cả. Gọi tiếp theo này, khui này. Mạch nè, mình bánh năm. Trời ơi. Khui. Ồ, một lần bài boss được. Khui. Nhất kỹ 25 ngày. Rồi, một con ngựa 7 ngày. Ngựa 7 ngày. Quên ngựa 15 ngày. 15 ngày thì cho con bên này đang cần nữa ta. À, khó dữ. Ok, bây giờ Khải sẽ đường thiếu lâm gì. Coi thử lời hay lỗi cho em xem nha. Thiếu lâm bên này ngựa gần hết hạn này. Khải bù con ngựa này nè. Tí nữa cho thằng cường con ngựa này, không biết nó con ngựa nó có sức thố nó không có. Ok. Rồi. Hiện tại bây giờ thì những cái vật phẩm đầu tiên thì Khải muốn chốt lại cho anh em xem thì đây. Đầu tiên đó là con ngựa này á, thì Khải tí sẽ cho một cái acc bóp trong bang. Acc bóp trong bang. Rồi. Rồi ba cái này á, ba cái hộp mặt sạch ăn này á là mỗi hộp là 800 xu. Ba hộp là 2k4 nha anh. Đó, ba hộp 2k4 này. Rồi cộng này. Ba hộp 2k4. Một lần bài boss này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 cái thì tương đương 1 kim nữa là 3k4, cộng với quế tử hai bình này 150 thì cộng 300 xu là bằng 3k7, cộng 300 xu nữa là 3k7, thì tinh tầm này 150 nè, 3 viên là 450 nữa, 450 xu, 4150 xu, rồi bánh tét này gỡ được 700 xu, một kỹ năng. Độ ra ít quá nè mày. 4850. Như tinh thần này 30 xu. Cần 30 xu. 5150. Rồi cái cục này thì cho thiếu lâm xài khỏi tính tiền đi. Cục này bán chắc 2-300 xu nè mày. Họ cho nó 30 xu đi. Rồi là 5k4. Cá nhân là được 500 xu. Cá nhân là khoảng 700-800 xu đi. Cần 8 xu. Là được 6200. 6200 như cái này phao trống này đang bán khoảng 150. Thì 5 cái này thì tương đương 750 xu. 750 xu là 7k xu rồi nha anh em. Rồi. Hiện tại Khải đã thu được 7k xu. Đó. Và bây giờ tiếp tục mở tiếp tục nha anh em ơi, còn 50 cái nữa anh em ơi. Còn thở nó còn gỡ nè. Thu được 7k xu nha. Bây giờ nè, 50 cái này mới quan trọng rồi anh em. Ở bước cái này qua khỏi chặt rừng cái này. 50 cái này mới quan thực sự quan trọng rồi anh em. Bỏ này qua nè, chặt rừng nè. Bỏ qua chặng rương nè. Rồi. Bây giờ nè, khui 50 cái này mới gọi là thực sự nè anh em. Thử nó ra cái gì nè. Khui hàng nha anh em, khui. Một túi nhộng kiếm shop. Nhộng kiếm shop luôn. Một bao nhiêu tháng nè. Trời ơi, thiên cơ lệnh chỉ quá trời. Trời, một tinh hồng. Ôi, một phong cái này ok ngon. Một bát rương khui luôn. Trời, một thiên sơn mà chán gờ gốm. Thân phù. Nhập kiếm vứt đây. Đã thu được 7 kim tròn này. À, một bánh chân bù lại này. Được, được một bộ này. Một thiên tinh. Nhập kiếm shop. Một thiên tinh. Rồi, sắp mạnh luôn. Rồi, tiếp tục coi thử lời lỗ này anh em ơi. 7 kim rồi nha. Và chúng ta sẽ cùng xem thử thu được những gì. Phi phong kỹ năng 1 cấp 3 ngày khoảng 1 kim là 8 kim. Đó, cộng thêm 1 kim là 8 kim. Rồi, cộng với 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 bao này thì tương đương là 150. 150 là khoảng 750 nữa. 5 bao 750 là 8750 xu. Rồi, xong toàn luôn. 8750 xu. 1 thị tinh này 150 xu. 8900. Bánh này 30 xu, một bánh chân 30 xu. 9200, một thị tinh 150 xu nữa. 9350. Nến này thì 50 xu cho ông cá luôn, tinh hồng là 200 xu, tinh hồng này thời hạn 200 xu. 9500. Roi ngựa 9500, kiến thức là bao, đó này cắn được đổi màu, không có giá trị. Bàn nhược. Thiên cơ lệnh. Có cái này 1 tháng không? À, 2 cái 1 tháng này, cho xe ngon này. Không còn không? Ok. Này 10 ngày. Nó là sai này. Rồi xong. Chả có quần què luôn em ơi. Nói chung là thu tính ra lỗ 2 kim, chọn 2 kim em ơi.
lỗ chọn hai kim mà thu lại được kinh nghiệm cho 3 năm ơi. Đó, còn mấy cái này thì đi đi bot cánh thôi, thực sự chặt rương lắm. Rồi. Lỗ 2 kim anh em ơi, 11 kim rưỡi lỗ 2 kim anh em, lỗ 2 kim nha. Không lời được anh em ơi. Nhỏ quá. Rồi. Và bạn cộng đồng lên đây. Và nói chung Evan lần này thì cả anh Evan cho con Emmy này thì lỗ 2 kim anh em ơi. Tính tương đó thì lỗ 2 kim anh em ơi, không lời được. Nói chung là lỗ 2 kim. Rồi, vào ảnh chuẩn bị hoạt động thôi. Đã khả đi nộp mấy cái này cho ảnh thì đâu chặt rương nè. Lỗ 2 kim. Này, mấy cái này gộp được như đó cho rồi. Nộp chưa? Bữa có nộp không? Sổ nộp ít dây. Nhiều rồi. 98 à. 98 còn 102 à. Đây. Nó không lời được. Hôm nay anh không lời được nè mày. 143 còn 57. Đó, ngày này ngày mai tiếp tục nộp ban hồi là được. Rồi. Ok anh em, và cảm ơn em đã theo dõi video này, và đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video nhà này, nha anh em ơi. Và Khải sẽ tiếp tục ăn những cái vần cho ban tiếp theo, bên sau thì Khải sẽ lên video tiếp theo. Anh em đừng quên like và chia sẻ, ủng hộ video giúp Khải anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Và giờ chúng ta cùng trở lại hoạt động với băng ngáo nha mọi người.